Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đảng trong cuộc sống, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phát trên sóng truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, thông qua hàng loạt những cơ chế chính sách, những nguồn lực đầu tư, những năm qua việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã tạo ra nguồn động lực quan trọng giúp các địa phương của Lào Cai vượt lên khó khăn, hoàn thành tốt mọi mục tiêu nhiệm vụ, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển. Đóng góp vào thành quả đó có vai trò hết sức quan trọng của đội ngũ cán bộ đảng viên, những tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập, làm theo và nêu gương theo Bác. Chuyên đề học và làm theo Bác ngày hôm nay, chúng tôi phản ánh tới quý vị và các bạn một số tấm gương tập thể cá nhân tiêu biểu như thế ở những địa bàn khó khăn trong tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, huy động nguồn lực hỗ trợ hội viên cây con giống để phát triển chăn nuôi trồng trọt, nâng cao thu nhập. Cách làm thiết thực của Hội Phụ nữ huyện Bắc Hà đã nhân lên tinh thần tương thân tương ái trong mỗi hội viên, đưa tổ chức hội trở thành điểm tựa, giúp nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo bền vững. Khu chuồng lợn này bắt đầu chỉ có một ô, tuy nhiên chỉ sau hơn một năm chăn nuôi, giờ đây gia đình chị Giàng Thị Xe đã xây thêm 6 ô nữa để đáp ứng nhu cầu phát triển chăn nuôi của gia đình. Cũng cảm ơn các chị em đã hỗ trợ cho gia đình con lợn sinh sản. Bây giờ nó đẻ hai lứa rồi, lứa đầu được 8 con, vừa rồi lại đẻ thêm 10 con nữa. Mình cũng đã bán được hai con để có tiền mở rộng chuồng cho nó. Từ mô hình chăn nuôi khá hiệu quả của gia đình chị Dê, Hội Phụ nữ xã Thải Giàng Phố lại tiếp tục có thêm con giống để trao tặng cho gia đình những hội viên có hoàn cảnh khó khăn khác. Cảm thấy rất vui vì có hội phụ nữ nó hỗ trợ con lợn giống để nuôi ạ. Em sẽ cố gắng và phát huy tốt hơn. Sau khi cái con giống sinh được con đầu tiên thì chúng tôi sẽ lựa chọn những con giống tốt nhất để tiếp tục hỗ trợ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn khác ạ. Hội chúng tôi cũng chỉ đạo các chị em mà có kinh nghiệm xuống hộ gia đình được hỗ trợ để trực tiếp hướng dẫn các chị em về kỹ thuật nuôi và chăm sóc đàn lợn. Mô hình nuôi lợn nái giống bản địa được Hội Phụ nữ huyện Bắc Hà triển khai thí điểm từ năm 2021 với 32 con giống được tặng ban đầu, sau một năm đã tăng thêm 46 con. Từ hiệu quả ban đầu này, Hội tiếp tục duy trì mở rộng mô hình hỗ trợ cây, con giống giúp hội viên phát triển kinh tế. Ngoài hỗ trợ về con giống thì chúng tôi cũng đã tổ chức hỗ trợ về cây giống. Ở đây đó chính là cây quế. Chúng tôi cũng đã hỗ trợ cho những cái hội viên nghèo. Và năm 2023 chúng tôi cũng đã trao tặng 2.000 cây quế giống cho một hội viên nghèo ở xã Lập Lúc. Đấy, rồi là cũng như là cây cắt cánh ở xã Tả Văn Chư để giúp cho hội viên phụ nữ có việc làm ổn định cũng như là góp phần xóa đói giảm nghèo cũng như là chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong những năm tới. Nắm bắt nhu cầu hỗ trợ có địa chỉ, Hội Phụ nữ Bắc Hà đã và đang phát huy vai trò điểm tựa cho hội viên, đặc biệt là hội viên nghèo phát triển kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt khó, đặc biệt trong triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tại xã vùng cao Tả Gia Khâu xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Miền đất khát Tả Gia Khâu, nơi được ví như trường sa cạn của huyện Mường Khương, đang từng ngày đổi mới. Nhà ở thôn Bạc Tà, nhưng ông Lù Phủ Sài lại đang giữ cương vị bí thư chi bộ thôn Nam Măng, một trong những địa bàn chậm phát triển nhất xã Tả Gia Khâu. Bên cạnh kinh nghiệm, bản lĩnh của người đảng viên 26 năm tuổi đảng, đảng bộ xã còn dựa trên tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình và hiệu quả công tác của ông Sài để phân công ông như vậy. Đối với đồng chí thì con người rất là chuẩn tri, trách nhiệm rất là cao, nhiệt tình của đồng chí đi từng là hồ một tuyên truyền cho bà con nhân dân cũng như là về chủ trương đường lối của nhà nước. Mình một người đảng viên thì cũng phải cứng máu đi đầu mới bà con nhân dân mới họp theo, phải lắng nghe nhân dân đấy, dân làng, dân bản đấy, dân kiểm tra thì cũng mới làm được. Chăn nuôi lợn là một trong những hướng phát triển kinh tế được đảng bộ xã Tả Gia Khâu xác định và định hướng tuyên truyền giúp nhân dân giảm nghèo. Nhờ sức trẻ lại chịu khó học tập, không ít thanh niên đã kịp thích ứng, sản xuất hiệu quả, tạo nên những mô hình trực quan để bà con học tập. Chăn nuôi lợn
thấy có khả năng tiềm năng phát triển kinh tế thì tôi cũng đầu tư vào chăn nuôi lợn và cũng học hỏi rất nhiều từ các mô hình khác nhau và tìm hiểu trên các trang đài, các trang mạng xã hội. Trong chăn nuôi lợn thì cần chú trọng nhất là vấn đề chuồng trại, vệ sinh và tiêm chủng thường xuyên cho lợn. Thì bây giờ cảm thấy lợn gia đình nuôi nó cũng ổn định hơn và một năm trung bình xuất chuồng tầm khoảng 40 con lợn, trừ hết chi phí ra cũng được tầm khoảng 6-70 triệu. Bán giống thì một năm được tầm khoảng 4-50 triệu tiền giống lợn con. Cây chè tuy mới được Đảng bộ xã Tả Gia Khâu xác định phát triển thành hàng hóa theo tinh thần nghị quyết 10 của tỉnh ủy từ vài năm nay, vậy nhưng với sự linh hoạt trong công tác tuyên truyền vận động, sự nêu gương đi trước làm trước của cán bộ đảng viên, đến nay vùng chè tập trung ở Tả Gia Khâu đã dần hình thành. Cây chè đã giúp không ít hộ gia đình có thêm thu nhập, trở thành mô hình trực quan sinh động để các gia đình khác trên địa bàn cùng học tập làm theo. Năm nay gia đình cũng thu được, bán được khá khá và cũng muốn mở rộng diện tích nhiều hơn vì khí hậu này rất là hợp trồng chè, chè rất là tốt. Gia đình cũng muốn chăm sóc cho nó cây chè tốt hơn để thu nhập cho gia đình ạ. Những cái điển hình này, ví dụ như là bà con nhân dân người ta sau khi thấy trồng chè có hiệu quả thì phát triển tốt thì một số anh em tiếp tục là phát nhân rộng ra để trồng tiếp. Cái thứ hai nữa là không những cái điển hình đó, còn một số cái điển hình là học tập làm theo Bác thì ví dụ như là có một số anh em nó làm điển hình về công tác tuyên truyền vận động, về công tác phòng chống tảo hôn, xin để có kế hoạch, và một số những cái điển hình là như là về phát triển thương mại dịch vụ. Đấy là cũng là một cái gương điển hình của xã. Chính quyền địa phương thì lấy cái đó, cái điển hình đó để tiếp tục để tuyên truyền vận động, để nhân rộng những cái mô hình đó để cho đến các cái thôn bản khác, để các cái thôn bản khác được học tập và làm theo. Những hạt nhân gương mẫu đi đầu trên mọi lĩnh vực đang tạo sức lan tỏa, tiếp thêm động lực, sự quyết tâm để mọi người dân cùng nỗ lực vượt lên khó khăn ở miền đất khát Tả Gia Khâu. Là địa bàn đặc biệt khó khăn, vậy nhưng với những nỗ lực của mình, kết thúc năm 2022 vừa qua, Đảng bộ xã Mường Hoa đã được Đảng bộ thị xã Sapa tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu. Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp Đảng bộ địa phương được trao tặng danh hiệu này. 6 đến 8 triệu đồng, đây là mức thu nhập theo tay nghề của 5 lao động làm việc ổn định tại xưởng mộc của anh Nguyễn Văn Oanh. Tiền lương thực tế cũng có thể tăng lên tùy thuộc vào quy mô cũng như đòi hỏi về tiến độ của các công trình dự án. Trước thì em cũng làm ruộng, thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu. Xã Sapa phát triển cái hôn tây nhiều thì em bắt đầu em quay lại em làm cái nghề mộc thì để phục vụ bà con. Thấy thu nhập nó khá khá hơn tí thì em mở mộc em làm. Được có 4-5 lao động thôi, cũng là người địa phương cả. Những nghề thủ công truyền thống, đặc biệt là dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách du lịch cũng đang được Đảng bộ xã Mường Hoa định hướng phát triển mạnh mẽ. Qua đó, nâng mức thu nhập bình quân đầu người của Mường Hoa từ năm 2017 đến năm 2022 lên gấp 2 lần. Và để các nguồn thu thêm bền vững, địa phương đã tuyên truyền nhân dân tích cực đóng góp cùng với nguồn lực của nhà nước đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu. Cụ thể, hiện nay 100% tuyến đường liên gia, liên thôn trên địa bàn đã được cứng hóa, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi. Trước gọi là hiến đất thì bà con cũng rất là lan tăng, bởi vì hiến đất thì bà con cứ nghĩ là hiến đất mình sẽ mất đất, thì sẽ không có lợi cho mình mà chỉ có lợi cho người khác. Nhưng mà các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn cũng đến vận động. Như nhà tôi là hiến 1.000 mét vuông đất là hiến nhiều nhất, cho nên là bà con thấy mình hiến được như thế thì họ cũng đồng ý cũng hiến đất thì mới làm được đường to. Sự đồng thuận thực hiện theo chủ trương định hướng phát triển đã phần nào cho thấy ý kiến của nhân dân đã được cấp ủy chính quyền xã Mường Hoa lắng nghe, quy chế dân chủ đã được phát huy và được đảng bộ cụ thể hóa thông qua những hành động việc làm thiết thực. Cụ thể như trong công tác xây dựng phát triển đảng, trong đổi mới lề lối, tác phong và nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công chức cấp ủy chính quyền, đặc biệt là đẩy mạnh việc học tập, làm theo và nêu gương Bác trong toàn đảng bộ. Chúng tôi là người đứng đầu trong thôn bản, thì chúng tôi phải tuyên truyền để bà con nhân dân biết rõ về những cái gì có lợi cho nhân dân và để nhân dân cùng phát triển.
Vâng ạ, có gì, cái gì có lợi cho dân là mình phải phấn đấu hết mình để cho được hưởng lợi. Đảng bộ xã nó chỉ đạo xây dựng kế hoạch và giao cho các chi bộ bám sát trên cơ sở các nội dung về học tập tư tưởng Hồ Chí Minh hàng năm và giao cho các đảng viên thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Từ đó thì xây dựng nên mỗi đảng viên trở thành một tấm gương tiêu biểu trong cộng đồng dân cư nói chung và trở thành một hạt nhân để xây dựng nên các tổ chức đảng và chi bộ trong sạch vững mạnh. Và có từ đó thì đảng bộ xã mới được hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 5 năm liền được công nhận là đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, truyền thống ấy đang tiếp tục được đảng bộ xã Mường Hoa phát huy, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới. Đối với đảng bộ Simacai, để thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới, việc phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác là hết sức quan trọng, từ đó tạo sức lan tỏa rộng rãi ra cộng đồng. Hiện thực hóa nghị quyết của Đảng bộ huyện về phát triển vùng cây ăn quả ôn đới lên 1.500 ha vào năm 2025, Đảng bộ xã Quan Hồ Thần giao nhiệm vụ cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện trước. Anh Tráng Xeo Mua, trưởng thôn Lao Trải đã hăng hái mua cây giống về trồng. Từ vườn cây ăn quả xanh tốt của gia đình, anh dễ dàng vận động bà con cùng làm theo. Mới đây, anh Mua vinh dự là một trong 18 cá nhân được huyện lựa chọn đề nghị ghi danh cấp tỉnh trong học và làm theo Bác giai đoạn 2020-2022. Thì chúng tôi đi mua trước, xong là mang về trồng trước, làm gương mẫu trước, xong làm được cái vườn rồi. Thì bà con nhìn thấy rồi thì lúc đấy là cũng bán có giá. Thì bà con hiện tại thì chúng tôi đi tuyên truyền rồi thì bà con cũng tin tưởng. Thì hiện tại là bà con ai ai cũng trồng, nhà nào cũng trồng khoảng cũng ít nhất phải khoảng 200 cây trở lên. Phát triển vùng cây ăn quả để nâng cao thu nhập, hoàn thành tiêu chí khó trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các cán bộ đảng viên, những người tiêu biểu trong học và làm theo Bác còn gương mẫu thực hiện các nội dung, phần việc cụ thể khác ở địa phương. Thứ nhất là tự làm gia đình mình sạch sẽ, nhà cửa này phải sạch sẽ, thứ hai là Bác đúa này, đấy, bếp này, các thứ là phải sạch sẽ để cho vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường, không bị bệnh tật, các thứ. Thì người dân vào nhà mình thì bảo là ở nhà này sạch sẽ, thế này thế kia thì người dân sẽ tự làm theo. Cho các hộ vay tiền không lấy lãi, mỗi hộ chỉ khoảng 15 đến 20 triệu đồng. So với nhiều người thì khoản vay này không lớn, song với những hộ còn khó khăn thì rất ý nghĩa. Hành động chia sẻ với cộng đồng của anh Ngải Xeo Đế hết sức ý nghĩa vì đã giúp được hàng chục hộ ở địa phương thoát được nghèo. Khoản vay thì tôi chú anh Đế thì anh tạo điều kiện thôi, cho vay không lãi. Chưa có thì tôi đi làm công cho anh này, xong là trừ dần thôi, trừ dần theo hàng tháng. Nếu không thì bây giờ anh em cũng phải không có việc làm thì cứ phải đi lông bông thôi, đúng không? Trước đây tôi cũng trông diện nghèo nhưng mà cũng nhờ đi làm kinh tế, đi làm công trình xây dựng này. Tại giờ đang mà hộ thoát nghèo anh. Tôi phải cảm ơn chú anh Đế đấy. Trước khi ngày xưa mình cũng khó khăn kinh tế. Đấy cũng có người ta giúp mình, anh em người ta giúp mình. Xong là mình lại trang lôi với là mình lại đi làm thợ xây là mình cũng có điều kiện một tí. Xong là mình cũng lại thấy mấy anh em nó khó khăn quá thì mình cho vay thì nói chung là cái lãi suất thì mình thua anh em thì mình cũng chả lãi suất thì cũng chả được bao nhiêu cả. Với những hành động việc làm thiết thực, hiệu quả ở mọi lĩnh vực, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có hàng trăm cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân huyện Simacai được biểu dương, ghi danh cấp huyện và cơ sở về học và làm theo Bác. Tỉnh đã tặng cho 3 tập thể và 3 cá nhân được nhận bằng khen. Trung ương thì đã có 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Cái nêu gương của các tập thể cá nhân này thì nó sẽ tác động đến công tác thi đua để thực hiện hoàn thành tốt các cái mục tiêu, chỉ tiêu của huyện, đại hội huyện, đảng bộ đã đề ra. Học và làm theo Bác, những điển hình tiên tiến chính là những hạt nhân tạo sức lan tỏa để Simacai hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025 có 6 trên 9 xã duy trì và đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Đến đây thời lượng dành cho chuyên đề Học và làm theo Bác kỳ này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.